mỗi ngày. Cuốn lá lốt thịt ếch, nhìn là thèm, ăn là kết. Mến chào các bạn đang đến với chương trình Món ngon mỗi ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Thịt ếch nè, chúng ta sẽ lấy hết cái phần thịt ếch ra và chúng ta sẽ băm nhuyễn. Ở đây Phước Hưng tiết kiệm thời gian thì Hưng cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, đã băm nhuyễn rồi nè. Tiếp theo Hưng sẽ cho vào đây là phần giò sống nè để tăng thêm cái độ kết dính cho phần nhân. Phần lá lốt này Phước Hưng sẽ lấy 3 lá, chúng ta sẽ cắt nhuyễn. Hưng sẽ cho vào trong cái phần nhân 2 muỗng canh hành tím băm, tỏi băm nè và xả băm. Xả băm nữa. Đúng rồi. Hưng sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương, một muỗng canh tiêu đen giả bể, nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm Aji ngon heo. Cuối cùng Hưng sẽ cho vào đây là một muỗng canh nước tương Phú Sĩ. Trộn đều lên. Sau khi mà các bạn chúng ta cho gia vị vào trong phần nhân thịt ếch rồi thì chúng ta sẽ để ướp khoảng 5 đến 7 phút là được rồi. Đặt một cái chảo lên trên bếp để chúng ta nấu nước chấm, cho vào đây một ít dầu ăn nha. Dầu nóng Hưng sẽ cho vào đây 2 muỗng canh hành tím, tỏi băm và xả băm. Bây giờ thì phần hành tím, tỏi cũng như xả băm đã thơm, tiếp tục Hưng sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh đậu phộng mà chúng ta giả nhuyễn. Xào lên nè. Rồi và tiếp theo luôn Hưng sẽ cho vào đây là nửa chén nước. Sẽ nấu với lửa vừa đến khi nào mà đậu phộng nở mềm ra để cho cái món sốt đó hòa quyện vào món ăn sẽ rất là ngon. Vào đây là 1 muỗng canh tiêu đen giả bể và 1 muỗng canh mật ong. Và bây giờ cuối cùng Phước Hưng sẽ cho vào đây là 5 muỗng canh nước tương Phú Sĩ. Sau đó thì khuấy đều nè. Bây giờ thì cái phần nước chấm của chúng ta có một cái màu rất là hấp dẫn. Lá lốt nè, chúng ta sẽ lấy cái phần mặt láng của lá lốt chúng ta sẽ để bên dưới nè, cho phần nhân vô. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cuộn lại nè. Cũng không quá khó đúng không Phước Hưng? Đúng rồi, chúng ta cũng thao tác y như bò lá lốt vậy thôi. Sau khi mà các bạn cuộn lại rồi thì chúng ta sẽ quấn thêm một lớp mỡ chài ở bên ngoài nữa. Chúng ta sẽ gấp lại nè. Đúng chưa? Đó, và... này chúng ta quấn ở bên ngoài những cái cuốn lá lốt có tác dụng gì hả Phước Hưng? Khi mà chúng ta nướng thì nó sẽ tiết ra những cái phần mỡ heo, nó sẽ làm cho món ăn không bị khô nè, nhưng mà lại thơm ngon hơn nữa. Ở đây Phước Hưng cũng đã được 6 cuốn rồi nè. Chúng ta dùng xiên que cuốn thịt giúp cho dễ chế biến và chín đều hơn. Phước Hưng dùng xiên một xiên nữa. Rồi. Đó. Bây giờ sẽ cho qua đây. Bây giờ Hưng sẽ đặt một cái chảo lên trên bếp để chúng ta chiên thịt ếch. Chảo cũng đã nóng, Hưng sẽ cho vào đây dầu ăn nè. Lần lượt cho những cái phần cuộn thịt ếch vào. Chúng ta sẽ áp chảo với lửa vừa thôi. Ếch lá lốt của chúng ta đã chín rồi đúng không? Đúng rồi đó, cho phần cuộn thịt ếch ra. Wow. Rất là đẹp đúng không? Cuối cùng thì chúng ta xếp cuộn lá lốt ra dĩa là phết mỡ hẹ lên trên và rắc lên trên một ít đậu phộng. Lớp mỡ chài nướng thơm ngậy, cuộn lá lốt mê say, ôm trọn thịt ếch mềm ngọt thanh thanh, chấm với sốt béo ngậy đậm đà, ngửi là thèm ngay.